Chiến Thần Vương tập 24. Các người cũng đến vì cây nhân sâm này sao? Tam Tử Nhan buông lỏng cảnh giác, cất giọng tra hỏi. Trần Thiên Hào khẽ gật đầu, vẻ mặt khó xử. Cây nhân sâm này ở quá sâu, gần như không có khả năng lấy ra được. Đương nhiên là có rồi, Tam Nha Tử quả quyết nói. Năm xưa khi chiến thần trúng phải tên độc, mười mấy chiến sĩ quân Đông Hoang chúng tôi đều đã leo xuống dưới đó. Nói tới đây, khóe mắt cậu ta hơi đỏ lên. Ông nội tôi qua đời chính là vì hái cây nhân sâm kia đó. Quả thực Trần Thiên Hào không hề biết đến chuyện này. Nghe xong, anh không khỏi chấn động toàn thân, hai mắt trợn tròn, giọng nói hơi run rẩy. Ông nội cậu sao? Ông ấy... Tam Nha Tử sụt sịt lau nước mắt, trên mặt hiện lên niềm tự hào dạt dào. Thế nhưng cho tới bây giờ, chúng tôi đều chưa từng hối hận. Ông nội tôi nói, mạng của ông ấy không đáng giá. Có thể đổi lại được mạng của chính thần thì sẽ cứu được hàng nghìn mạng người khác. Nghe thấy những lời này, lòng anh quặn thắt lại. Đúng vậy, bao nhiêu công danh mình anh hưởng trọn. Thế nhưng, đằng sau những chiến công đó, còn có bao nhiêu người phải hy sinh xương máu của mình. Giống như những người lính già đã cống hiến cả đời để đổi lại bình yên cho tổ quốc. Bây giờ còn mấy ai nhớ đến họ chứ? Tiền Cẩm Lâm cũng là lính Nam Cương nên thấu hiểu sâu sắc trải nghiệm của những người anh hùng không tên đó. Nếu không có sự hy sinh của bọn họ, sẽ không có đất nước phồn hoa ngày hôm nay. Tam Nha Tử Trần Thiên Hào cao giọng hô lên, giọng nói hùng hồn mang theo khí thế uy nghiêm. Có. Tam Nha Tử đáp lại một cách vô thức, giật mình đứng thẳng lưng. Cậu ta nhìn về phía thân hình cao lớn của đối phương, chợt cảm thấy quen thuộc mức đến mức lạ thường. Trần Thiên Hào sải bước về đối phương, đôi mắt hổ phách lóe sáng, ánh lên giòn trước mắt nóng hổi. Trong khi Tam Nha Tử còn đang chìm trong tâm trạng phức tạp, anh đã giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu ta 3 cái. Sau đó anh ghé vào tai cậu ta khẽ thì thầm: bây giờ tôi trao tặng cậu danh hiệu chiến tướng vĩnh cửu của Đông Hoang, khi nào có thời gian nhớ đến quân đội Đông Hoang báo tin. Vừa nghe thấy câu nói này, cả người Tam Nha Tử lập tức chấn động, giống như được khai sáng. Cậu ta nhanh chóng nhớ ra thân phận của người đang đứng trước mặt: chiến thần. Anh chính là Chiến Thần Vương. Cậu ta không khỏi kích động, muốn quỳ xuống dập đầu với anh, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Tam Nha Tử chưa từng hận ngài. Ông nội chết rồi, nhưng cả đời ông ấy đều chưa từng được gặp một mặt chiến thần một lần. Nếu như có thể, cậu ta cũng nguyện hy sinh cả tính mạng vì chiến thần. Chiến thần là linh hồn của cả đội quân, là sự kiên cường bất khuất, là sự hy sinh vô hạn. Trần Thiên Hào đỡ cậu ta đứng lên. Tam Nha Tử, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Không chỉ có ông nội của cậu mà đến cả cha mẹ của cậu, quân đội Đông Hoang của tôi đã nợ cả nhà cậu quá nhiều. Tam Nha Tử cố nén nước mắt, sợ khóc nhè sẽ bị chiến thần xem thường, nên cố gắng kiềm chế nội tâm đang hỗn loạn vì kích động và hưng phấn. Dù cậu ta không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, mừng đến phát khóc. Tiền Cẩm Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy vậy bèn lấy khăn tay đưa cho cậu ta. Nếu không phải là kẻ địch thì chính là bạn bè. Hai người biết nhau sao? Cô ta tò mò hỏi. Tam Nha Tử ngạc nhiên nhìn anh một cái, trông thấy anh hơi nhíu mày, liền hiểu ra mọi chuyện. Không biết. Vậy là biết hay không biết đây? Trần Thiên Hào phì cười, cậu nhóc này kích động quá mức, nói mãi không thành câu. Ông nội của Tam Nha Tử từng cứu tôi một mạng ở trên chiến trường, khi đó cậu ấy còn nhỏ, không nhận ra tôi. Đúng, ông nội của tôi. Nhắc đến ông nội, nét mặt của Tam Nha Tử liền trở nên ám đạm. Thấy vậy Trần Thiên Hào thở dài bất lực. Tiền Cẩm Lâm cũng biết cảm giác chia ly giữa sự sống và cái chết đau đớn như thế nào, nên không biết phải nói gì để an ủi đối phương. Tam Nha Tử sụt sịt vài cái, nhìn vào nhân sâm ở vách đá trong hang động, cất giọng hỏi: hai người muốn hái cây nhân sâm đó sao? Trần Thiên Hào gật đầu xác nhận. Đúng vậy đó cậu bé, cậu có cách nào giúp chúng tôi không? Chúng tôi đang đau đầu lắm đây. Tiền Cẩm Lâm mặt buồn rười rượi hỏi ngược lại. Cô thấy Tam Nha Tử có thể dọa cho đám sói tuyết sợ hãi bỏ chạy, đoán là đối phương rất quen thuộc với nơi này, biết đâu sẽ tìm ra cách nào đó. Tam Nha Tử trầm ngâm hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng. Dễ thôi, tí nữa hai người giữ dây thừng để tôi trèo xuống hái. Thật sao? Vậy thì vô cùng biết ơn cậu.
Tiền Cẩm Lâm lập tức mừng rỡ. Trần Thế Nào lại kiên quyết lắc đầu từ chối. Không được, quá nguy hiểm. Tam Nha Tử bật cười khanh khách. Nụ cười trên mặt cậu ta tươi sáng như ánh mặt trời. Một người đi xuống chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Một người kéo dây cũng rất nguy hiểm. Bây giờ hai người ở trên này giữ dây để tôi xuống thì sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu. Người tôi nhỏ gầy lại thường xuyên đi lại trong núi nên rất quen thuộc với nơi này. Không sợ nguy hiểm đâu, nhưng với điều kiện là hai người không được thả dây ra. Cậu ta còn tinh nghịch trêu ghẹo. Trần Thế Hào vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế nhưng cậu ta đã lôi dây thừng ra quấn quanh hông của mình, nhanh chóng di chuyển đến gần miệng núi lửa. Hai người phải giữ thật chặt dây vào đó. Tam Nha Tử nhẹ giọng nói. Cậu ta nhìn sắc mặt anh hơi tối sầm, bèn nhỏ giọng nói. Không sao đâu, năm xưa em chính là người hái nhân sâm lên mà. Vậy thì cậu nhất định phải chú ý an toàn đó. Không chịu được phải nói ngay cho tôi biết đó. Anh gật đầu dặn dò, bắt đầu đầu dây, tóm lấy đầu dây thừng còn lại, quấn chặt quanh eo mình. Bởi vì xung quanh không có cây cối to gì để cột giữ thứ hai, nên anh chỉ có thể buộc vào mình để đảm bảo tính mạng cho Tam Nha Tử. Tiền Cẩm Lâm tiến lên muốn giúp thì anh lại từ chối. Sức của một mình anh đã đủ để dễ dàng kéo Tam Nha Tử rồi. Nếu cô cũng gia nhập thì không chỉ không có sự trợ giúp nào khác mà còn có khả năng xảy ra biến cố, ngược lại trở thành vật cản vướng tay anh. Tôi bắt đầu leo xuống đây. Tam Nha Tử buộc chặt sợi dây, bắt đầu men theo sườn dốc bên trong những núi lửa đi xuống. Trần Thế Nào lập tức cảm thấy dây sừng bị siết chặt, trọng lượng chưa đầy 50 kg đè nặng lên hai bàn tay anh. Anh dồn sức vào phần eo, hai bàn tay đeo găng bảo hộ của anh bắt đầu thả lỏng để sợi dây từ từ thả xuống. Tam Nha Tử mang theo dây thừng dần dần hạ xuống dưới. Lúc ở trên miệng núi lửa nhìn xuống chỉ cảm thấy sâu mấy chục mét chẳng đáng là bao, nhưng khi leo từng bước xuống dưới, mấy chục mét ngắn ngủi này lại giống như mấy trăm nghìn mét trải dài vậy. Hơn một chục phút sau, giọng của Tam Nha Tử từ phía dưới truyền lên, dừng lại. Trần Thế Hào nắm chặt dây thừng, hai chân ghim sâu xuống nền đất như hai cái đinh sắt cắm phập vào núi đá khổng lồ. Cả người đứng yên tại chỗ, không hề xê dịch. Sắc mặt của anh vẫn bình thản như không, gân xanh trên trán hơi nổi lên, nhưng chưa đến mức ép anh phải dùng hết sức của mình. Tuy nhiên giờ phút này, tinh thần của anh cực kỳ căng thẳng. Tiền Cẩm Lâm đứng cạnh miệng núi lửa, chăm chú nhìn xuống dưới. Trông thấy Tam Nha Tử lôi một cái xẻng sắt ở trong túi, bắt đầu xúc rễ cây nhân sâm lên. Ban đầu cậu ta không dùng bao nhiêu sức, nên khe hở giữa vách núi vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, cậu ta cắm sâu đầu xẻng vào giữa khe hở, dùng sức nảy ra, cạch. Bên trong hang động, vang lên một tràng tiếng đá vỡ vụn. Tam Nha Tử dùng sức quá nhiều, cơ thể mất đi điểm tựa, bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Nhiệt độ của núi lửa nóng hừng hực khiến cậu ta đỏ bừng cả khuôn mặt. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, rơi từng giọt xuống đáy hố như mưa. Trái tim Trần Thế Hào siết chặt, tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi từng hành động của cậu ấy. Dây thừng vẫn được anh nắm chặt trong tay. Sau khi đung đưa vài cái, Tam Nha Tử tranh nhanh trí bắt lấy khe hở lộ ra giữa vách núi. Cảm giác lơ lửng vừa rồi khiến cậu ta thấy đầu óc choáng váng, hai tay ù đi. Cộng thêm nhiệt độ nóng rực ở trong hang động, cậu ta gần như muốn ngất xỉu vì cảm nắng. Thế nhưng cậu biết mình không được phép ngất đi, cậu phải chứng minh năng lực với chính thần. Cậu ta nắm chặt cây xẻng trong tay, hàm răng ngắn cắn chặt, bắt đầu đào hết đất đá ở khu vực xung quanh khe hở. Tiền Cẩm Lân chứng kiến tất cả, hoảng sợ run rẩy. Cô rất muốn hô lên một tiếng bảo cậu đừng lấy nữa, mặc dù không nỡ, nhưng dù sao nguy hiểm cũng chỉ trong chốc lát, chỉ cần đảm bảo biện pháp an toàn chắc sẽ không tổn thương gì. Nhóc Thập Tam cũng chỉ có một cơ hội duy nhất này, nếu không lấy được cây nhân sâm kia, thằng bé sẽ chết. Thế giới này chưa từng có sự công bằng tuyệt đối, đương nhiên cũng chẳng bao giờ có sự an toàn tuyệt đối. Trong lúc đó, mấy chục con sói tuyết thấy Trần Thiên Hạc đang bận rộn không rảnh tay đối phó, lại tranh thủ cơ hội bắt đầu thăm dò tới gần. Gần 20 con sói tuyết lăm le tới gần, sắc mặt Tiền Cẩm Lâm hốt hoảng, vội vàng giơ cây nỏ của Tam Nha Tử hét vào mặt lũ sói, định dọa chúng chạy đi. Thế nhưng bọn nó đuổi theo một mặt tới đây, nếu thực sự sợ hãi thì chúng đã bỏ chạy từ lúc nhiều đồng loạt bỏ loạn mạng rồi. Wow!
Con sói đầu đàn lớn bằng con nghé đứng giữa bầy sói, ngửa đầu gào rú. Đám sói tuyết lập tức nổi nóng, nhe răng trợn mắt gầm gừ đe dọa. Rốt cục có một con không kìm được nhào tới trước. Tiền Cẩm Lâm ấn nút bắn tên, phập, mũi tên cắm xuyên thủng trán con sói kia, thi thể của nó rơi bịch xuống đất. Những con sói còn lại há mồm nhe răng, nước dãi chảy rề rề. Chúng nhào nhào gầm gừ đầy giận dữ. Bọn chúng đồng loạt lao lên, mấy chục con sói dữ băng băng xông tới, cái miệng há to nhào về phía Trần Thiên Hạc và Tiền Cẩm Lâm. Cô ta cuống quýt bắn ra 3 phát liên tục. Cô ta thẳng tay bắn hết số tên còn lại trong cây nỏ, giết thêm được một con. Mũi tên còn lại bắn trượt vì cô đã mất bình tĩnh. Cô ta dán sát người vào Trần Thiên Hạo, hai mắt nhìn chằm chằm những con sói đang nhào tới. Động tác lanh lẹ, luồn xuống dưới người con sói, giơ dao chém một nhát thật mạnh, phập. Toàn bộ ruột gan trong người con sói rơi vãi khắp người Tiền Cẩm Lâm. Cô đang định quay người lại tiếp tục bảo vệ anh thì hai con sói tuyết khác bất ngờ đánh tới. Vuốt sói sắc bén đè chặt cô xuống dưới mặt đất, hàm răng sắc nhọn tanh tưởi chực cắn vào cổ họng của cô. Thấy thế, Trần Thiên Hào trợn trừng mắt, mở rộng hai chân khom người lấy đà. Một tay anh vẫn nắm lấy sợi dây thừng, một tay còn lại rút con dao gài ở bên hông phi ra ngoài. Lưỡi dao sắc bén xuyên thủng đầu sói đang định cắn xé Tiền Cẩm Lâm. Đồng thời cô bỗng thấy nửa người bên trái trở nên nhẹ bẫng. Cô phải đứng nhanh nhạy, liền lộn nhào đâm chết con sói còn lại. Lúc này Trần Thiên Hạo cũng không hề dễ chịu. 4 con sói đồng loạt bay tới tấn công anh. Tam Nha Tử đang ở bên dưới hái nhân sâm, anh không dám có hành động quá mạnh, chỉ có thể giơ một chân lên đá bay một con tại chỗ. Cánh tay quấn đầy băng vải của anh vỗ một chưởng xuống đầu một con sói. Con sói nọ bị đập vỡ đầu, thế nhưng anh vẫn bị một con khác chớp thời cơ cắn vào bắp tay. Cùng lúc đó, phía dưới cũng có một con sói đang cắn chặt bàn chân đang nằm trụ của anh. Ngay tức thì máu tươi tuôn ra như suối. Trần Thiên Hào đau đớn nghiến răng ken két. Anh cúi đầu cắn chặt sợi dây sừng, dùng sức đấm chết con sói đang cắn tay mình. Đồng thời con sói tấn công chân anh cũng bị đấm nát đầu. Cùng một lúc bị 10 mấy con sói tuyết tấn công, làm sao dễ dàng đối phó cho được. Tiền Cẩm Lâm liên tục bị sói lao tới cắn xé. Giờ phút này đến cả bản thân cô còn không giữ nổi mình, chứ đừng nói là bảo vệ Trần Thiên Hạo. Mình cô ta đã bị 4 con sói lớn dồn ép tới tận miệng núi lửa. Trần Thiên Hạo cũng đang rất chật vật, sức mạnh kinh người bị sợi dây giữ Tam Nha Tử kiềm chế khiến anh không cách nào phát huy nổi. Toàn thân trên dưới bị cắn vô số vết thương, máu đỏ thấm đẫm toàn thân. Bịch! Anh giơ chân đá bay một con sói. Vừa quay đầu nhìn lại đã kinh hãi, trông thấy một con khác đang định nhào tới cắn vào cổ Tiền Cẩm Lâm. Bàn chân đang cắm sâu trong đất của anh bỗng đá làm cú, quỳnh, tảng đá dưới chân anh bay vút lên đập vỡ đầu con sói kia. Tiền Cẩm Lâm vừa mới chém chết một con sói đã bị một con khác lao lên cắn trúng vào bắp đùi. A! Cô đau đớn hét thảm một tiếng, điên cuồng đâm liên tiếp vào con sói tuyết trước mặt. Trong thế cảnh tượng này, Trần Thiên Hào không khỏi nổi trận lôi đình. Anh cắn chặt sợi dây sừng thần, dùng quần áo trên người thấm máu tươi, rồi đồng loạt giơ hai tay tung đấm xé gió bay ra, giết sạch toàn bộ mấy con sói đang lảng vảng ở gần. Ở bên trong miệng núi lửa, Tam Nha Tử có thể nghe thấy tiếng sói tru chéo thảm thiết ở bên trên. Cậu ta rất muốn nhanh chóng nhổ được nhân sâm, nhưng lại không biết xuống tay ở đâu. Mãi đến khi cậu lấy được nhân sâm ra ngoài, cất vào ba lô, trên sợi dây thừng đã thấm đầy máu tươi. Từ trên cao đang từ từ chảy dọc xuống dưới. Trái tim Tam Nha Tử nhói đau. Đây là máu của chiến thần đó. Cậu ta biết mình phải mau chóng leo lên. Anh ơi, kéo em lên. Cậu ta cố gắng hét to hết cỡ. Trần Thiên Hạo nghe được, nhanh chóng kéo cậu ta lên. Cùng lúc đó, con sói cao lớn nhất trong bầy bắt đầu hành động. Hình thể của nó quá lớn, chẳng khác nào một con nghé con. Bộ lông trắng như tuyết bay phe phẩy trong gió, theo bước chạy phi nước đại của nó. Từ xa nhìn lại, trông nó như một quả cầu tuyết khổng lồ. Nó lao vút tới chỗ Trần Thiên Hạo. Tiền Cẩm Lâm thấy thế, sắc mặt tái mét. Giờ phút này, toàn thân Trần Thiên Hạo nơi nào cũng là vết cắn, máu chảy không ngừng. Với tình trạng hiện giờ, làm sao anh có thể đấu lại con sói to lớn kia? Cô ta vội vàng lao vọt tới, con dao trong tay phi thẳng về phía con sói dữ. Phập! Lưỡi dao xẹt qua phần bụng của con sói, thế nhưng lại chẳng tạo ra bất kỳ tổn thương gì với nó. Con sói bị đau gào khét ầm ĩ.
Đôi mắt đỏ ngầu quét qua Tiền Cẩm Lâm một cái, cả người vẫn tung vó phóng tới chỗ Trần Sinh Hào. Đừng! Cô ta đau xót hét lên một tiếng. Không ngại nguy hiểm, lao tới che chắn cho anh. Cuối cùng lại bị hai con sói gần đó nhào lên, cắn rách đùi phải và cánh tay của cô. Cô tuyệt vọng gào khóc rồi lăn lộn dưới mặt đất. Không! Trần Thiên Hào nổi giận gầm lên, bàn tay kéo dây thừng tăng tốc. Còn sói khổng lồ đang nhào thẳng về phía anh. Anh giơ chân đã bay nó ra ngoài, nhưng con sói dù bị ngã vẫn kiên trì bò dậy, vọt tới tấn công anh lần nữa, một lần, hai lần, ba lần. Bởi vì mất máu quá nhiều nên sức lực của Trần Thiên Hào bắt đầu suy giảm. Vậy nên anh chỉ có thể đá văng con sói to lớn kia, chứ không cách nào làm cho nó bị thương quá nặng. Tiền Cẩm Lâm vẫn cố gắng giãy giụa muốn cứu anh. Cô vớ được một tảng đá to, dùng sức đập thật mạnh vào đầu con sói đang cắn đùi mình. Tuy đã tiêu diệt được nó, nhưng đùi phải của cô đã bị thương rất nghiêm trọng. Không tài nào đứng dậy nổi, chỉ có thể bò về phía anh. Rốt cục, con sói lớn kia cũng đẩy ngã được anh. Nó há mồm, gào vào mặt anh thể hiện nỗi tức giận. Vẻ mặt anh tràn đầy đau đớn, anh tóm sợi dây thừng trong tay, vòng qua đầu nó cuộn lại. Sau đó, anh xoay người, đẩy nó ngã ra đất, trèo lên trên người nó, dùng sức kéo dây lên. Đầu sói bị sợi dây thiết chặt, phải chịu sức nặng của tam nha tử, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Hàm răng to lớn của nó cắm phập vào bên hông Trần Thiên Hạo. Răng nanh sắc nhọn cắm vào trong người anh, khiến anh không nhịn được thấp giọng rên rỉ. Bàn tay nắm dây thừng của anh vẫn chưa từng thả lỏng, tiếp tục dồn sức kéo lên. Bên trong núi lửa, tam nha tử chỉ cách miệng hang chừng 3-4 mét. Cậu ta có thể nhìn thấy Trần Thiên Hạo đang bị con sói khổng lồ gặm cắn, nước mắt dâng trào. Cậu ta không ngờ chiến thần bị cả đàn sói tấn công ác liệt như vậy mà vẫn kiên quyết không buông lỏng dây thừng dù chỉ một chút. Sự kiên cường của chiến thần khiến cậu ta cảm thấy cực kỳ cảm động. Cậu ta đột nhiên nảy ra ý định, bèn gào lên thật to: anh trai, nhờ anh rảnh rỗi đến thăm mộ nhà người nhà của em, đốt cho họ chút tiền giấy. Tam nha tử, cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Chờ anh kéo cậu lên. Trần Thiên Hào nghiến chặt răng, đầu gối đè mạnh xuống, nhưng con sói kia đã hoàn toàn phát điên, cắn chặt anh không chịu nhả ra. Trần Thiên Hào cảm thấy khắp người đau nhói, cả người hệt như bị hút hết sức lực, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, sắp ngã gục xuống. Anh lắc đầu: anh đừng kéo nữa, tiếp tục thế này anh sẽ bị sói cắn chết mất. Tam nha tử, cậu im đi. Trần Thiên Hào nghiến răng nói, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhỏ giọt lên dây thừng, chậm chậm chạy xuống dưới. Tam nha tử biết không còn cơ hội nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy e là chiến thần chắc chắn sẽ bị sói khổng lồ cắn chết. Tam nha tử lấy từ trong ba lô ra một con dao, rồi đưa tay lên lau một vôi mặt. Có thể chết vì anh là em thỏa mãn rồi. Dứt lời, cậu ta buộc ba lô vào đầu dây, rồi dùng sức cắn đứt đoạn dây thừng trên người. Cậu ta ngã về phía sau, biến mất dần trong bóng tối của hang tối. Sợi dây trong tay Trần Thiên Hạo bỗng dưng nhẹ bẫng, nỗi đau thương ngập trời trào lên, chấn động. Không! Anh nghiến răng nghiến lợi hét lên, gương mặt mình dính đầy máu, biểu lộ biểu cảm u ám tuyệt vọng vô bờ. Anh dùng hai tay đập tới tấp vào đầu con sói khổng lồ. Vầng trán rắn như đá của con sói khổng lồ bị cú đánh của anh đánh cho giật nát, não trắng văng tung tóe. Trần Thiên Hào hệt như đã phát điên lên vậy, hai mắt anh đỏ ngầu, ra tay dữ dội. Tam nha tử chết rồi, đến thi thể cũng không còn. Trần Thiên Hào ngồi phịch xuống đất, mặt lạnh tanh, thẫn thờ nhìn xuống miệng núi lửa sâu hun hút. Khắp người anh toàn là vết thương, nếu không phải vì thể chất hơn người thì anh đã sớm bị ngất đi vì mất quá nhiều máu. Tiền Cẩm Lâm một bên chân bị rách một vết thương rất lớn, lết tới trước mặt Trần Thiên Hào. Cô lấy băng vải trong ba lô ra băng bó cho anh. Lần lên núi này, mặc dù họ có mang theo ít thuốc chống viêm và băng gạc để phòng bất chắc, nhưng vết thương lớn như thế này chắc chắn không đủ dùng. Tiền Cẩm Lâm lặng thinh băng bó cho Trần Thiên Hào, nhìn thấy khắp người anh toàn vết thương, bên hông còn có một vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả nội tạng. Cô không kìm được mà ôm chầm lấy anh khóc òa lên. Đều tại tôi cả. Tiền Cẩm Lâm khóc nức nở. Trần Thiên Hào hít sâu một hơi. Trên chiến trường, sống chết là chuyện thường tình, nhưng trong lòng anh rất áy náy với tam nha tử. Nhưng anh cũng biết rõ người chết thì không thể sống lại được. Điều anh có thể làm lúc này là khiến người đã mất không phải nuối tiếc nữa. Cậu ta giống như người anh em của anh vậy. Tam nha tử, cậu yên tâm,
Tôi sẽ chăm sóc cho người nhà của cậu thật tốt. Trần Thiên Hào nói hướng về phía miệng núi lửa, đoạn khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng an ủi Tiền Cẩm Lâm. Tiền Cẩm Lâm, chuyện này không trách cô, đều tại tôi không bảo vệ được cô, không bảo vệ được Tam Nha Tử. Không không, chuyện này tại sao lại lỗi qua được chứ, anh đã cố gắng hết sức rồi. Tiền Cẩm Lâm lắc đầu lia lịa, khóc đến nỗi mắt sưng húp lên. Nếu chúng ta không tới đây tìm Nhân Sâm thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay, Tam Nha Tử cũng sẽ không chết. Tất cả đều là tội lại tại tôi. Nói rồi Tiền Cẩm Lâm bắt đầu tự vả vào mặt mình. Trần Thiên Hào tiến lên trước giữ chặt cổ tay cô ta rồi quát lớn. Cô làm cái gì vậy? Tam Nha Tử bỏ mạng là để cô tự trách mình sao? Tiền Cẩm Lâm bị tiếng quát làm cho giật bắn mình. Cô lau nước mắt rồi nói. Đúng, chúng ta không được tuyệt vọng. Như vậy sẽ khiến Tam Nha Tử buồn. Nói rồi cô ta tiếp tục băng bó vết thương cho Trần Thiên Hào. Nhưng vết thương lòng cộng với vết thương trên cơ thể lại khiến Tiền Cẩm Lâm không chống chịu thêm được nữa. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, cô ta ngất xỉu, ngã xuống mặt đất. Trần Thiên Hào hốt hoảng, vội vàng xem tình hình vết thương của Tiền Cẩm Lâm. Trên người cô ta chỉ có một vài vết thương ngoài da, vết thương nghiêm trọng nhất là vết rách trên đùi. Có thể là do quá sợ hãi, cộng thêm đau thương, tự trách nên mới ngất đi. Trần Thiên Hào băng vết thương trên đùi cho cô, sau đó anh cởi áo Tiền Cẩm Lâm ra, buộc bôi thuốc chống viêm lên cách vết thương ngoài da cho cô. Trần Thiên Hào có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn ở môi trường hoang dã. Vừa hay, gần miệng núi lửa này có rất nhiều dược thảo đều có thể dùng để tiêu viêm và cầm máu. Đầu tiên, anh đốt lửa và hơ xẻng của Tam Nha Tử lên trên ngọn lửa. Khi cái xẻng cháy đỏ, anh cầm lên và ấn vào vết thương bên hông của mình. Một cơn đau đớn dữ dội vì bỏng ập tới, đau đến mức khiến anh run rẩy, lăn lộn dưới đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Bằng cách này, anh đã làm nóng vết thương nặng nhất ở bên người mình, khiến mép vết thương liền lại với nhau, nội tạng cũng được che kín hoàn toàn. Nghỉ ngơi chốc lát, Trần Thiên Hào lại đi tìm dược thảo đắp lên. Tiếp đó, anh dựa vào người Tiền Cẩm Lâm ngủ thiếp đi. 3 ngày sau, Trần Thiên Hào và Tiền Cẩm Lâm mang theo hàng tá vết thương trên người về đến Nam Thành. Bọn họ đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố, không nghỉ ngơi dọc đường. Tiền Cẩm Lâm, Tiết Thiên Linh đã đợi sẵn trong bệnh viện, thấy hai người mình đầy thương tích thì vô cùng chấn kinh. Ông vội liên hệ với Vương Nguyên Bác đến sắp xếp cho Trần Thiên Hào nhập viện điều trị. Quá trình điều trị cho Nhất Thập Tam diễn ra rất suôn sẻ. Dưới sự hợp tác của Vương Nguyên Bác, Tiết Thiên Linh đã dùng nhân sâm ngàn năm cùng với liệu pháp kích thích huyệt vị khiến Nhất Thập Tam tỉnh lại sau cơn hôn mê. Và dưới sự kích thích của thuốc và kim bạc, tình trạng não thiếu oxy cũng dần hồi phục. Cùng lúc đó, Tiết Thiên Linh cũng điều chế ra một phương thuốc đặc biệt để chữa cho Trần Thiên Hào. Chỉ dùng 3 ngày mà vết thương của anh đã bắt đầu lành lại. Vương, có chuyện này tôi phải nói thật với ngài. Trong phòng bệnh, Tiết Thiên Linh khẽ cúi đầu nói. Trần Thiên Hào khẽ chau mày. Các vết thương trên người anh hầu hết đã hồi phục. Chỉ có vết thương bị rách để lộ nội tạng ở bên hông vẫn chưa lành hẳn. Nhưng vết thương đó cũng đang hồi phục khá tốt. Tất cả đều là nhờ công thức bí mật của Tiết Thiên Linh. Mọi người khẽ cười, nói đi. Lúc điều trị cho đứa bé đó, tôi không dùng hết toàn bộ số nhân sâm. Tại sao chứ? Vẻ mặt của Trần Thiên Hạo hơi trầm xuống. Phòng bệnh của Trần Thiên Hạo là do Vương Nguyên Bắc sắp xếp một phòng riêng, không ở chung với người bệnh nào cả. Vậy nên Tiết Thiên Linh quỳ thẳng xuống đất vì Vương. Phút chốc này khiến Trần Thiên Hạo chợt hiểu ra điều gì đó. Trong đầu anh lại vang lên những lời của Tam Nha Tử và ông nội của cậu ta đã nói với mình hôm trước. Ông nội chưa từng trách anh, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Chết vì chiếm thành thì có chết cũng không tiếc. Anh hít một hơi thật sâu rồi phất tay ra ý bảo Tiết Thiên Linh đứng dậy. Anh hắng giọng rồi nói, bệnh tình của Tiền Cẩm Lâm sao rồi? Sức khỏe của cô Tiền không có gì đáng e ngại, trước mắt đang trong quá trình nghỉ dưỡng. Tiết Thiên Linh đứng dậy nói, dù sao cũng là một cô gái, anh ông hãy cố gắng giúp cô ấy xóa hết sẹo trên người đi. Trần Thiên Hào khanh giọng. Tiết Thiên Linh gật đầu, ông như đang có tâm sự gì đó, do dự mãi không biết có nên nói ra hay không. Trần Thiên Hào có thể thấy rõ tâm tư trong lòng ông, anh bèn nói, có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng đi. Tiết Thiên Linh cúi đầu đáp, thưa vâng, thưa Vương, còn chuyện liên quan đến mắt bà Trần, qua kiểm tra kỹ lưỡng, mắt của bà Trần khả năng cao
là chữa khỏi được, nhưng Trần Thế Hào cực kỳ ghét nghe kiểu nói ngập ngừng này, mặt anh có chút không vui. Anh nói, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi. Tiết Thiên Linh thành khẩn nói, nếu muốn chữa lành đôi mắt của bà Trần thì phải dùng đến một loại thảo dược, đó là nhân sâm nghìn năm. Nghe nhắc đến nhân sâm, Trần Thế Hào liền lập tức cảm thấy nhức đầu. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Tiết Thiên Linh lắc đầu, nhân sâm vẫn là vua của quốc lạc thảo dược. Sau khi uống gần như có thể cứu được một người đang đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Việc Vương trúng kịch độc năm đó và bệnh tình của đứa bé này đều thuộc dạng gần như không thể cứu chữa được nữa. Đương nhiên, vẫn còn một thần dược trong truyền thuyết nữa, đó là linh chi. Vì thuốc này còn khó tìm hơn cả nhân sâm, vậy nên nhân sâm vẫn thực tế hơn. Trần Thế Hào thở dài, mặc dù anh đang cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Dù gì bà Trần cũng đã bị mù bao năm nay, không những mọi người mà e là ngay cả bà cũng đã quen với chuyện này rồi. Đương nhiên, trước khi quen với tình cảnh này, bà cũng đã từng thất vọng rất nhiều. Mắt của mẹ tôi, cứ để sau này có cơ hội rồi tính tiếp vậy. Trần Thế Hào bất lực nói. Tiết Thiên Linh gật đầu, cung kính rời khỏi phòng bệnh. Trần Thế Hào ngồi dậy trên giường bệnh, khi cử động, vết thương ở bên hông anh vẫn còn hơi nhói đau. Anh nghiến răng đi đến bên cửa sổ phòng bệnh, hai tay chống hông, ngẩng đầu lên đón nắng ấm. Cái chết của Tam Nha Tử khiến anh dày dứt khôn nguôi. Mỗi khi tĩnh tâm đều vô tình nhớ đến. Lời cuối mà Tam Nha Tử nói hệt như một sợi dây thép siết chặt tim anh. Vì muốn cứu người mà phải mất đi một mạng người, đây là điều anh không thể nào chấp nhận được. Cho dù là cao sang hay hèn mọn, mạng sống của ai cũng đều đáng quý. Trần Thế Hào mở to đôi mắt hổ rồi cầm điện thoại lên. Huyền Vũ, mau thông báo cho toàn bộ đội quân Đông Hoang, binh sĩ Đông Hoang, Tam Nha Tử cứu người quên thân, được phong danh người có công lớn với lòng trung thành và tinh thần quả cảm cao đẹp. Ngoài ra, mau sai người đi tìm mộ của cả gia đình cậu ấy, rồi di dời đến nghĩa trang liệt sĩ Đông Hoang để chôn cất.